Xin chào tất cả các học sinh yêu quý. Trong bài học năm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần lý thuyết của buổi học liên quan đến tỷ lệ thể tích hình chóp đấy là tam giác. À, đây là cái phần liên quan đến cái tỷ lệ thể tích hình chóp rất là quan trọng. Mà trong những bài toán liên quan đến phân chia khối hình hoặc tỷ lệ thể tích thì các em đều phải nắm được những cái công thức quan trọng nhất của cái phần nội dung chính buổi học này. Thì đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái đầu mục đó là kiến thức cần nắm. Thì đây cái kiến thức cần nắm của chúng ta thì chúng nó có một cái công thức cực kỳ quan trọng. Công thức này là công thức em phải đóng khung vào. À, thầy cho một cái hình chóp SABC các em nhé. Trên SA, lần lượt lấy các điểm A, B, C. Được chưa nhờ à, thậm chí là trên đường thẳng các em nhé. Không, không nhất thiết phải trên tia SA đâu. Trên đường thẳng cũng được. Kể cả điểm A phải có nằm ngược lên đây cũng được. Được chưa nhờ Thì khi đó miễn làm sao cho... A phẩy, B phẩy, C phẩy và S bốn điểm này không đồng phẳng. Nghĩa là bốn điểm này sẽ hình thành nên một cái gì nhỉ? Một cái một cái một cái hình tứ diện đúng nhỉ? Một cái hình chóp đỉnh S cũng được hoặc một hình tứ diện cũng được. Khi đó các em sẽ luôn luôn có được công thức như sau. Ta có đây. Nào, V của S A phẩy, B phẩy, C phẩy chia cho V của S A B C nó sẽ bằng SA phẩy trên SA nhân SB phẩy trên SB nhân SC phẩy trên SC. Đây là công thức cực kỳ quan trọng mà tất cả chúng ta cần phải nắm được. Đó, đây. À, thực ra về chứng minh công thức này thì nó không khó. Chứng minh công thức này thì các em hãy chú ý đây. S A phẩy B phẩy C phẩy và S A B C, ấy. các em đừng nhìn theo cái đáy là A phẩy B phẩy C phẩy và đáy thì A B C. Các em hãy tập trung vào một đáy là một mặt bên. Ví dụ như là S B C và S B B phẩy C phẩy và S B C. Sau đó các em dùng tỷ lệ diện tích và tỷ lệ khoảng cách từ điểm A phẩy đến mặt phẳng S B C chia khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng S B C là các em ra. Thì có một số lưu ý của cái công thức này các em cần phải nắm được cho thầy như sau. Các em phải lưu ý này. Lưu ý. Lưu ý đầu tiên là các bạn phải lưu ý này. Cái công thức này của chúng ta vẫn đúng nhá, vẫn đúng trong trường hợp đó là điểm A phải điểm B phải điểm C phải có thuộc các cái đường thẳng hoặc thuộc các tiên đối của tia SA, SBSC. Được chưa nhỉ? Đó. Công thức vẫn đúng. Công thức vẫn đúng. Cái công thức này của chúng ta vẫn đúng nhá. Khi A phải B phải C thuộc tia đối của tia SA hoặc là SB hoặc là SC. Thì công thức này tóm lại là vẫn đúng nhá. Đấy, dù cho thầy có lấy điểm B phải nằm ở bên trên đây hoặc điểm C phải có nằm bên trên đây thì khi mà các em áp dụng vào thì nó hoàn toàn chính xác. Được chưa nhỉ? Và cái lưu ý số 2 ý, đó là công thức này thầy vẫn phải nhắc nhở thêm cho các bạn một lần nữa là công thức này chỉ áp dụng trong trường hợp đáy là tam giác mà thôi. Còn nếu như đấy là một tứ giác, ngũ giác, lục giác thì các em không áp dụng được nữa nhá. Với các em phải có những cái cách xử lý nó khác, nó khéo léo hơn một chút. Đó. Công thức này. Công thức chỉ đúng trong trường hợp đáy ABC là tam giác, Đấy hình chóp này đấy là tam giác đó. Nên các bạn lưu ý là nếu như chúng ta có được bài toán là cho hình chóp uh, SABCD, sau đó cũng lấy bốn điểm A, B, C, D, D nằm trên các cái tia hoặc các đường thẳng SA, SB, SC, SD thì khi đó các em không áp dụng câu thức này được và các em phải xử lý một cách khéo léo hơn. nhá. Yeah. Rồi thì đây là công thức rất là quan trọng này. Bên cạnh đó thì các em cũng cần phải lưu ý thêm cho thầy một số uh, cái tính chất hoặc là các cái à, các kiến thức mà các em hoàn toàn có thể áp dụng được trong quá trình mà các em làm bài tập liên quan đến tỷ lệ thể tích. Đó. Đây là kiến thức đầu tiên là công thức này. Cái phần đầu tiên là công thức, phần thứ hai là thêm một số kiến thức cần nắm nữa. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu đến cái vấn đề này. <laughs> các bạn lưu ý này. À, bây giờ nhá, thầy có một cái hình chóp. Đấy, nếu mà hai hình chóp mà có đỉnh của chúng đấy, đỉnh của chúng trùng uh, nhau, đỉnh của chúng trùng nhau, đáy của chúng thì khoảng cách từ đỉnh xuống đáy, đáy của chúng là hai mặt phẳng song song, đấy. thì khi đó thì các em sẽ ra được cái tỷ lệ thể tích như này. Tóm lại là thể tích của khối chóp SABC chia cho thể tích khối chóp S A, b c thì trong tất cả mọi trường hợp, cái đều có là khoảng cách từ điểm S đến mặt phẳng ABC, đúng không? ABC nhân với diện tích tam giác ABC chia cho khoảng cách từ điểm đây thầy có cho S phải luôn nhá, S phải luôn, A phải, B phải, C phải nhân với diện tích tam giác A phải, B phải, C phải thì cái lưu ý số 2 thầy muốn nhắc nhở các bạn là như này trong một số bài toán ấy thì cái tỷ lệ diện tích ấy nó rất là quan trọng nếu mà hai tam giác ABC và tam giác A'B'C'D mà hai tam giác đồng dạng thì tỷ lệ diện tích của nó bằng bình phương tỷ lệ đồng dạng nhá. Còn khoảng cách từ điểm S đến mặt phẳng ABC và S' đến mặt phẳng A'B'C'X đôi khi chúng ta cũng thấy là nó nó tính toán nó cũng rất là dễ. Ví dụ như này, thầy sẽ vẽ một cái mô hình đầu tiên như này. Đây là tam giác ABC. Thầy có điểm S nằm ở đây và điểm S' nằm ở đây. Rồi, thì bây giờ thầy muốn tính tỷ lệ của cái thể tích của S ABC trên thể tích của S phẩy A phẩy phẩy ABC thì rõ ràng là tỷ lệ thể tích của S ABC thì nó sẽ bằng diện tích khoảng cách từ điểm S đến mặt phẳng ABC nhân với diện tích tam giác ABC và từ S phẩy mặt phẳng A phẩy B phẩy ABC thì bằng khoảng cách từ điểm S phẩy đến mặt phẳng ABC nhân với diện tích tam giác ABC thì hai cái tỷ lệ diện tích này thì giống nhau vậy còn mỗi tỷ lệ này là tỷ lệ khoảng cách mà thôi và để mà xác định được khoảng cách từ S và khoảng cách từ S phẩy các bạn hoàn toàn có thể xác định thông qua thông qua việc lối SS phẩy cắt mặt phẳng ABC tại mẫu K thì cái tỷ khoảng cách từ S chia khoảng cách S phẩy mọi S SK chia S phẩy K đấy. <laughs> đó các bạn hiểu về đây không nhỉ? đấy thì đấy là một trong những cái lưu ý mà các bạn cũng có thể sử dụng uh, trong quá trình mà chúng ta uh, tính tỷ lệ thể tích nhá đấy không nhất thiết là chúng ta phải áp dụng công thức mà ngoài ra chúng ta cũng nên nhìn theo cái uh, tỷ lệ diện tích và tỷ lệ thể tích à, tỷ lệ diện tích và tỷ lệ chiều cao được chưa ngoài ra còn một số cái ví dụ khác ví dụ thể là ví dụ như này thể là ví dụ đây s đây cho hình chóp SABC đây thể lấy ví dụ như này đi rồi xong bây giờ thầy mới lấy uh... cái này là viết nét đứt nhé các em nhé đó nét đứt sau đó bây, bây giờ ấy bây giờ thầy mới lấy các trung điểm của AB, BC, CA đó. Trung điểm của AB thầy gọi là điểm C', trung điểm của AC thầy gọi là điểm B' và trung điểm của điểm trung điểm của BC thầy gọi là điểm A'. Rồi bây giờ thầy mới lấy một cái điểm uh, M là uh, trung điểm của SC đi và thầy yêu cầu các em tính tỷ lệ của thể tích của M A' B' C' chia cho S của V của S ABC thì các em vẫn nhiều khi chúng ta cũng vẫn phải uh, tư duy về cái lối tư duy nối mòn này này nó cũng rất là nhanh chóng thôi đó là tỷ lệ của thể tích thì bằng tỷ lệ của khoảng cách từ tức là tỷ lệ chiều cao nhân với tỷ lệ của diện tích thì khi mà các em nhìn vừa vào hai cái đỉnh nhá đỉnh M này và đỉnh S đấy thì cái khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng A phẩy B phẩy và khoảng cách từ điểm S đến mặt phẳng ABC thì hiển nhiên khoảng cách từ điểm M bằng một nửa khoảng cách từ điểm S vì SM cắt hai cái mặt phẳng này giống nhau mà tại điểm C ABC cắt mặt phẳng này tại điểm C thì cái MC trên SC thì bằng 1 phần 2 vậy nên cái tỷ lệ khoảng cách của chúng ta thì bằng 1 phần 2 còn tỷ lệ diện tích thì bằng bao nhiêu thì các em nhìn này khi các em lấy các cái A phẩy B phẩy C phẩy là trung điểm thì các bạn luôn luôn có được là uh, diện tích tam giác A phẩy B C phẩy bằng 1 phần 4 diện tích tam giác ABC và từ đó các em có được điều gì nhỉ? Từ đó các em sẽ có được là tỷ lệ của thể tích của chúng ta sẽ bằng 1 phần 2 nhân với 1 phần 4. Vậy là thể tích của M A phẩy B phẩy C phẩy chia thể tích của S A, B, C thì bằng 1 phần 8. Ví dụ như vậy. Được chưa nhỉ? Đó. Ngoài ra thì còn một cái bộ đề tiếp theo mà các bạn cũng nên lưu ý này Thầy cũng nói luôn nhá. Ở đây thầy xét một hình chóp bất kỳ cho hình chóp S A B, C đi. À, cho hình chóp S A, B, C cho hình chóp. A B C. Thôi thể viết là A1 đi. A2 chấm 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 AN. Hình chóp này là hình chóp mà đáy nó là l giác Nha các em nhá. Ở đây n chắc chắn là một số tự nhiên lớn bằng 3. Đúng nhá Đấy, thầy xét một cái hình chóp như thế này. Đó. Thì khi mà thầy có một cái mặt phẳng song song với mặt phẳng A1, A2, chấm chấm AN mặt phẳng đáy một mặt phẳng P mặt phẳng P này song song với cái mặt phẳng A1 A2, chấm 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 AN và cắt các cạnh bên các cạnh bên tại cho nó gọi là a B1, B2, chấm chấm BN đi B1, B2, chấm chấm BN Cắt các cạnh bên tại các điểm B1 đến BN Thì ở đây, thầy sẽ vẽ nhá Thầy sẽ vẽ sẽ mô phỏng cái hình ra cho các bạn theo dõi này Đây Chúng ta có một cái hình chóp như này Vân 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 Rất nhiều đúng không? Có thể có rất nhiều định Bây giờ các em quan sát này, hình chóp của chúng ta là S A1 A2 A3 A4 A5 A6 chấm 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 AN Rồi bây giờ có một cái mặt phẳng P song song với mặt phẳng đáy và cắt các cạnh bên lần lượt tại B1 B2 chấm chấm BN nhé Đó Thì đây, thầy sẽ vẽ mô phỏng ra nhé Đây, thì đây là mặt phẳng P, đây là B1 này. B2 này, B3 này, B4 này, B5 này, B6 này. Và đây là BN đi. Mô phỏng như vậy thì có một mặt phẳng P cắt xẹt như vậy nha. Tất nhiên là các cái điểm này nó không trùng với S để gì nhỉ? Rồi son son mặt đáy thì chúng ta luôn luôn có khi mà các em cắt như thế thì các em sẽ hình thành ra được một khối đa diện. Đó là hình chóp S B1 B2 chấm chấm BN thì các em luôn luôn có được cái tỷ lệ như sau. Ta có này, cái thể tích của khối chóp S B1 B2 chấm chấm BN trên thể tích của khối chóp S A1 A2 chấm chấm AN. Cái tỷ lệ này cái tỷ lệ này nhá, thì luôn luôn bằng SB1 trên SA1 tất cả mũ 3. Và đặc biệt trong trường hợp mà B1 là trung điểm của SA1 Thì cái tỷ lệ này bằng 1 phần 8 Đặc biệt này, em lưu ý này Đặc biệt Khi B1 là trung điểm em nhé Là trung điểm Của SA1 Thì ta suy ra V SB1B2 Chấm BN Trên V của sa một a hai Chấm 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 AN Cái tỷ lệ này sẽ bằng 1 phần 1 phần 8 Đây là cái trường đặc biệt Đó. Rồi chứng minh nó thì cũng Rất là nhẹ nhàng thôi Chứng minh được cái Cái tính chất này Thì thực ra các bạn nên dùng phép vị tự Thì rõ ràng là Cái hình chóp uh, S A1 A2 a chấm 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 an và sb1b2 chấm chấm bn. Thực ra nó chính là ảnh của phép vị tự của nhau, đúng không ừ. nhỉ? Um, uh, um, uh, cái hình chóp s b1 s b1b2 à a 1 a 2 chấm chấm an thì cái hình chóp sb1b2.bn ấy thì là ảnh của phép vị tự khi mà các em lấy vị tự cái phép uh, cái hình chóp s A1 A2 a 1 a 2 a chấm an theo tỉ số đó là bằng a 1 trên hết B1 Thì tỷ lệ thể tích thì bằng lập phương của tỷ số đấy nhá Đấy các em học rồi Tỷ lệ thể tích khi mà có hình H với hình H phẩy là hai hình Hình H phẩy được tạo ra bởi phép vị tự của hình H theo tỷ số K Thì cái thể tích của H mà đem chia cho thể tích của H phẩy thì bằng K mũ 3 Hiểu chưa? Đó rồi như vậy là thầy vừa À, đưa cho các bạn xong cái phần lý thuyết. Bây giờ thì chúng ta sẽ luyện tập uh, một số cái ví dụ thôi, một số cái ví dụ cơ bản nhá. Chúng ta cùng nhau đến với ví dụ số 1. Cho hình chóp SABC. Gọi M là trung điểm của SA. M là trung điểm của SA. À. gọi G là trọng tâm tam giác SBC. Thì các em đều biết là để mà vẽ được cái trọng tâm tam giác ấy, thì thường thường chúng ta chỉ cần vẽ một cái um, một cái tiết một cái trung tuyến thôi. À, từ đó các em xác định điểm G theo cái tỷ lệ 2 phần 3 trên cái trung tuyến đấy là được. Nhá. Thì ở đây thì sẽ vẽ G là trọng tâm thông qua cái trung tuyến là S thì gọi điểm này là điểm N nhá. L là trung điểm của BC. Được chưa nhỉ? Đó. Rồi, đề bài yêu cầu các em tính tỷ lệ của thể tích khối tứ diện SMGC. SMGC nhìn nó khá là lơ lửng đúng không? Có mỗi SM và GC nhìn thấy rõ thôi, nhìn nó khá là lơ lửng. Và thể tích của khối SABC làm nào bây giờ? Thì uh, khi mà các em giải quyết những bài toán này ý, thì thầy có lời khuyên nhé là các em cứ kéo tất cả mọi thứ về các cái đỉnh. Ví dụ các em nhìn này, SMGC, các em nhìn này. S này, được chưa? MGC thì điểm M từ điểm S, các em kéo điểm M ra thì ra được cái điểm A. Từ điểm S, các em kéo điểm G ra thì ra được điểm điểm N. Từ điểm S, các em kéo điểm C thì cứ không kéo được thì các em để im. Như vậy thì tốt nhất là các bạn hãy tính à, hãy so sánh cái tỷ lệ thể tích của S MGC đừng nối vào nhá. Chia thể tích của S M kéo ra A, G kéo ra N và C giữ nguyên thì nó chỉ là Được chưa S A N C. Được chưa? Nào, chúng ta cùng nhau giải quyết bài toán như sau. Ta có này, áp dụng công thức nhé các em nhé thầy sẽ không ghi lại cái phần công thức nữa đó là SMGC SMGC thể tích của SMGC chia thể tích của SABC bằng SM trên SA SM trên SA nhân với SG trên S N đúng nhỉ? À thực sự các bạn ấy, không phải SABC để SANC. Thì viết nhầm lại. SANC nhá. Là SG chia cho S N. Đúng không? Đấy. À, nhân với SC chia SC, c em cứ viết dạng được nhân SC trên SC. Đấy thì uh, tất nhiên tỉ số SM trên SA thì bằng 1/2. Tỉ số SG trên N thì vì G là trọng tâm tam giác SBC nên SG N bằng 2 phần 3. Còn tỷ số SC SC thì hiển nhiên bằng 1 rồi. Vậy anh này bằng 1 phần 3. Đúng nhỉ? Đấy bằng 1 phần 3. Rồi. Cái nó muốn làm là muốn tính tỷ lệ của SMGC trên S của ABC cơ. Mà đây mới có một là S của ALC thôi. Như vậy các em cần phải tính nốt cái thể tích của S ANC trên thể tích của SABC bằng cái gì bây giờ? Thì các em nhìn này, SANC, SABC các em hoàn toàn có thể xác định bằng cách đó là hai cái hình chóp này là hai hình chóp có cùng chiều cao hạ từ S đúng nhỉ? Thì cái tỷ lệ của cái thể tích nó sẽ bằng tỷ lệ của diện tích. Nó sẽ là diện tích của tam giác ANC trên diện tích của tam giác ABC và VL là trung điểm của BC nên tỷ lệ diện tích này bằng 1/4. À 1/2 chứ các bạn, 1/2. Rồi, như vậy để mà tính được tỷ lệ của SAM ở à, SVM của SMGC trên V của SABC các em lấy hai này nhân lại với nhau. Các bạn sẽ có được vậy này. Các bạn sẽ có được V của SA G SMGC trên V của SABC. Các em chỉ lấy anh này nhân anh này thì em sẽ triệt tiêu được cái V của SANC ngay Đúng nhờ Đấy thì chỉ còn lại là V của SMGC trên V của SABC Bằng 1 phần 3 x 1 phần 2 1 phần 3 x 1 phần 2 Tất nhiên anh này sẽ bằng 1 phần, 1 phần 6 Xong bài toán Được chứ nhờ Đấy rồi, à, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với ví dụ số 2 nhé Cho hình chóp SABC, gọi M là trung điểm của SC Thấy tiếp tục có M là trung điểm của SC Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Các em quan sát này, thầy chỉ vẽ một trung tuyến thôi, cụ thể đây thì vẽ trung tuyến A. A này là AN đi, với N là trung điểm BC đi. Được chưa? Đó. Tính tỷ lệ thể tích của SAGM, SAGM chia cho SABC. SABC. Đó. Thì cái phương pháp làm là gì? Cái phương pháp làm ấy là thầy vẫn khuyến khích các bạn ấy là các em nên kéo dài các cái yếu tố ra. Đầu tiên là các em xem này. Hai cái thể hai cái khối chóp này, này thì các em có thể trung đỉnh S hoặc trung đỉnh A đều được. Đúng nhờ Thì đây các em chọn trung đỉnh S trước đi. Thì đầu tiên các em nhìn nhá. Các em xuất phát từ cái nào cho nó dạy Chúng ta sẽ xuất phát từ cái tử thức đó là các em xét cái V của V của SAGM trên V của là S giữ nguyên Đầu tiên nhìn vào đỉnh A Khi các em kéo dài đỉnh A ra Hoặc không kéo dài Thì cái A vẫn cố định ở đấy Vẫn là A Tức là chúng ta không cần phải kéo dài cái đỉnh A ra Hay chuyển đỉnh A thành đỉnh bất kỳ đỉnh gì trên S A cả Tại vì trên S A chỉ có trống trơn Có điểm A này nó tốt nhất rồi nhá Điểm G các em nhìn này S nối với G thì rõ ràng kéo dài ra Thì nó vẫn thế thôi Như vậy cái điểm G các em cứ để im đã tí nữa xử lý điểm g sau còn nốt điểm m thì anh m này khi mà cái em s em kéo m ra thì tốt nhất em nhìn theo c nó sẽ gần với cả s abc hơn như vậy các em sẽ cho đây là c đúng nhỉ thì tất nhiên nó sẽ bằng là gì s, A trên s, A nhân sg trên sg nhân sm trên sc anh này luôn luôn bằng 1 phần 2 Tại vì hai này bằng 1 Và SM trên s, C thì bằng 1 phần 2 được chưa? Rồi, bây giờ nhá, bây giờ các em quan sát tiếp này Các em quan sát tiếp tới đây thì thực ra là các em hoàn toàn có thể giải quyết xong rồi Các em dùng cái uh, diện tích là hoàn toàn có thể làm được Đấy, dùng diện tích là hoàn toàn có thể làm được Đó là thể tích của SAGC Trên thể tích của SABC Thì uh, tới đây thực ra là các em hoàn toàn có thể dùng diện tích Tức là các em dùng diện tích của cái mặt phẳng AGC và mặt phẳng ABC đều là mặt đáy đúng không nhờ? Thì khoảng cách từ S đến mặt phẳng đáy thì không đổi rồi. Thì nó chính là bằng diện tích của tam giác AGC trên diện tích của tam giác ABC. Đây, AGC trên diện tích của tam giác ABC. Đúng không? Thì uh, hai cái tam giác này thì có chung đáy là đáy AC. Thì tỷ lệ diện tích nó là tỷ lệ chiều cao, tức là khoảng cách từ điểm G đến AC chia cho khoảng cách từ B đến AC. Vì G là trọng tâm nên khoảng cách từ G đến AC bằng 1 phần 3 khoảng cách từ B đến AC Nên các em luôn luôn có được anh này bằng 1 phần 3 Đúng nhỉ Và từ đó các em nhân hai này lại với nhau thì các em sẽ đưa ra tỷ số này Vậy ta sẽ có là V của S A G M Trên V của S A B C đó. Thì bằng 1 phần 2 nhân 1 phần 3 Đúng nhỉ Bằng 1 phần 2 nhân 1 phần 3 1 6 Vậy tóm lại nó vẫn tương tự như bài ví dụ một đáp án của chúng ta là 1 phần 6 Như vậy là thầy hy vọng là qua hai cái ví dụ này thì các em cũng uh, tiếp thu được các cái phương pháp Một số cái kiến thức và áp dụng được cái công thức của chúng ta Trong bài học liên quan đến tỉ lệ thể tích hình chóp đấy là tam giác Chúng ta sẽ còn luyện tập rất nhiều bài toán trong cái phần uh, bài tập nữa Còn bây giờ uh, thầy xin chào và hẹn lại các em trong các buổi học tiếp theo trong khoa học của chúng ta